chào cả nhà, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay ớn cơm, thèm mì tôm. Lâu quá rồi mình chưa ăn mì tôm cả nhà. Hôm nay mình ăn hai gói luôn. Mình ra vườn mình hái rau nè, é quế nè, rồi ngò gai nè, rồi cần tây nè cả nhà, giá nè, trứng mình làm la cót cả nhà. Mình làm la cót nước sôi, mình làm tái tái tái, mình húp nè cả nhà. Hôm nay mình thèm quá, mình ăn hai gói hết không ta? Đó. Rồi nem nè cả nhà ngang. Bây giờ mình đang lột nem nha. Đó, mình lột nem mình bỏ vô mì tôm nữa nha. Rồi không thể thiếu rau câu dừa của nhà bé Thủy nữa nha. Rồi quá đã chưa? Ôi cha cứng ngắc rồi này cả nhà. Mới đổ xong bây giờ cứng ngắc rồi này, thấy không cả nhà? Đó. Rau câu dừa nhà bé Thủy nữa đây. Cả nhà thấy chưa? Trời ơi, đổ bao nhiêu hết bao nhiêu, đổ bao nhiêu hết bao nhiêu, bán đắt ghê, hàng bán đắt ghê. Rồi nước sôi cả nhà, mình chế trứng trước nha cả nhà. Mình chế trứng mình đậy lại cho nó tắm rưỡi. Đó, la cót. Đó cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Đó, để vậy nó tắm rưỡi là ok. Rồi cả nhà, ăn mì tôm xong là chán miệng rau câu dừa. Rồi cái tô mì tôm của mình đây, hai trứng, vài phanh nem. Cả nhà ơi, không thể thiếu ớt ngâm nước mắm với tỏi, ngâm nước mắm nha cả nhà. Đây. Ăn cái này mà không có cái này, ăn mì tôm mà không có tỏi với lại ớt này là không bao giờ ngon nha cả nhà. Rồi mình bỏ ít giá vô đây, mình bỏ chút rau mùi đây. Rồi mình sắc nem vô nữa, mình chế mì tôm là mình ăn thôi. Rồi, mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. À, ớn cơm thèm mì tôm. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Ok.